Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào quý vị và các bạn nhé. Và hôm nay Zika Audio sẽ giới thiệu đến các bác ngâm ở bên Tổ quốc một cái dòng âm ly nhìn rất là lạ. Đó là dòng âm ly Pioneer, mã là 6012 ạ. Tôi công suất con này cực khủng, có thể đánh được một đôi la phun kép 40 cũng được, công suất cực kỳ lớn. Vâng, về giao diện thì các bác nhìn ở phía đằng trước đi ạ. Vâng, rất ít dòng âm ly có được cái giao diện như thế này, rất nhiều chức năng. Vâng, về phía bên trái đây có 2, 4, 6, 8 cái núm điều chỉnh, có 8 cái kênh chỉnh phía bên trái đây ạ. Nhìn nó rất giống một cái mixer, nhìn rất là chuyên nghiệp. Vâng, và 8 cái lúc mình chỉnh đây đó là tương ứng với 8 cái đường line mic. 8 đường line mic thì cái dòng này được tích hợp line mic phía đằng sau. Thì nữa em sẽ quay đằng sau để cho các bác xem phía đằng sau của nó ạ. Vâng, và dòng này được tích hợp là 99 chế độ mic, rất là hay. Và echo cực kỳ là ngọt ngào. Nói chung trên thị trường không có dòng nào như này đâu ạ, rất là hiếm. Vâng, đây là dòng âm ly thanh lý của bên em, còn rất mới. Đây chỉ là bong sơn tí thôi ạ. Nói chung con này nó nhiều chức năng lắm ạ, bản thân em cũng chưa khám phá hết. Với các bạn thì chúng ta chỉ nghe nhạc, nghe nhạc thì công suất con này cực kỳ là khủng, và chất âm cực kỳ là sáng sạch. Đấy, em cho một tí volume đây ạ, mà đang nghe rất là khỏe đấy ạ. Và các bác nhìn lạ mắt không ạ? Vâng, rất là lạ. Rồi bây giờ em quay ra phía đằng sau. Vâng, phía đằng sau đây ạ, nó có 8 đường line mic ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đường line mic, 10 đường line mic ạ. Cả bằng jack 6 ly và cả bằng jack Canon ạ. Tính ra nó là 10 đường line mic. Vâng, và kết nối phía sau đây để chúng ta gắn với loa, đó là hai cái jack new trick ạ. Và đây là đường tín hiệu vào. Nói chung nó nhiều chức năng lắm. Nhiều chức năng nhưng chúng ta không sử dụng không hết đâu ạ. Đây chính chế độ mic đấy ạ. Vâng, em quảng cáo chút xíu. Đã có sản phẩm đông y thế hệ 2. Đây chính chế độ mic các bác nhé. Paracetamol. Đấy ạ, chính chế độ mic. Paracetamol dùng nhiều gây độc hại cho gan và cơ thể nhưng vẫn được dùng phổ biến vì chưa có sản phẩm đông y nào. Cho qua quảng cáo tí. Giờ thì đã khác, mới đây nghiên cứu lâm sàng so sánh được. Vâng, số lượng cái âm ly thế hệ mới của Pioneer này bên em không có nhiều đâu ạ. Rồi các bác hãy nhanh tay, muốn sở hữu
thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube, hoặc cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên Shop Zika để được tư vấn. Thưa các bác, sở hữu một cái âm ly này để trong nhà, thực sự là nó rất là đẹp và hầu như là không ai có. Chính nhà là có 10 đường line mic đấy ạ. Đây, cái này nó cũng tích hợp cả Bluetooth các bác nhé. Có Bluetooth đấy ạ. Kết nối không dây với điện thoại thông minh rất là tiện ích. Còn có cả ghi âm để chúng ta lưu vào USB. Đây ạ, đây đường đọc USB đây ạ. Là các bác, cái con này công suất cực khủng nhá. Đây là núm cái cần gạt volume của nhạc đấy ạ. Giờ các bác nào muốn sở hữu, anh nhanh tay ạ, nhanh tay ạ. Vâng, em đang kết nối với Dolafone Wingwood VA12 phía trên ạ. Vâng, mà mới dùng một chút volume rồi mà nó nghe nó mạnh lắm rồi ạ. Nên là khi chúng ta đọc thẻ nhớ, chúng ta có nhạc MP3 chúng ta có thể chỉnh ở đây ạ. Vâng, hôm nay em xin phép được dừng video thì giới thiệu đến các bác mọi miền Tổ quốc Viên Ly. Nói chung là nó lạ so với thị trường. Vâng, em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công ạ.